này đẹp mà già cốt nữa nè, xem cốt cốt bự muốn hơn tay cái mà. Đây tàn, đây tàn khủng khiếp lắm, 750. Rồi cây đó mã số 6, cây này mã số 7 nè, hoành 13, hoành 13 cao 70 nè. Cao 70, ngang 70, giá 750 luôn. Để cả nhà thấy cụ để ha, cốt cành rồi tàn. Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em có đến nhà vườn của anh Tiến tại xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để quay cho cả nhà mình cùng giao lưu với nhà vườn mình một vài lô mai cũng như một số mã số siêu bông Sài Gòn ha cả nhà. Thì đây bên nhà vườn mình có rất là nhiều cái giống mai ha, nhưng mà hôm nay thì quay để cho cả nhà mình giao lưu một số luống thôi và một số mã số ha, tại vì số lượng nhiều quá. Thì trước tiên thì bên nhà vườn mình sẽ quay sổ với chúng ta một cái lô cúc thọ hương. Ở đây cả nhà mình thấy thọ hương nó quá là to, quá là bự luôn, mà giao lưu giá chỉ có là 30.000 đồng một cây ha. Thì đây cho cả nhà mình xem, và đặc biệt cái lô này cực kỳ đẹp nha, cái gốc cực kỳ đẹp luôn, 30.000 đồng cây thì cái giá này thì nó quá quá nới rồi đó. 30.000 đồng gốc đẹp vậy không nè cả nhà. Đây chưa, thì ở đây số lượng nhiều nha, hàng ngàn cây đó. Đây cả nhà thấy gốc đẹp vậy nè, cao 1-2 thì nó cao trung bình là 5 tấc đó. Trung bình là 5 tấc nha cả nhà, tán ngang thì cũng tầm 3 tấc. Nói chung là gốc đẹp. Cái này là củ đế sữa trái bí, nửa trái bí rồi lò xo ha, là đẹp không à. Mà giá thì 30.000 đồng một cây, đang nằm ở thùng C6 nha. Đó, đó là cái dạng nó gốc là như vậy. Đây mấy cái hàng này thì gốc gốc đế đẹp nha cả nhà. Gốc quấn rễ rất là đẹp luôn. Đó, như thế này 30.000 đồng cây. Thì 5 cây gửi hàng, 10 cây bao ship nữa nha. Cây đẹp cứng cáp. Thì giờ giá nó nói chung thì nó lớn hơn mỗi năm cả nhà. Nhưng mà hàng này hàng chơi Tết được nha. Đó, tàn tú nó xum xê vậy đó. Số lượng nhiều thì nhà vườn số lượng nhiều thì sẽ chúng ta sẽ mua có cây được cây đẹp ha. Giá ok. 30.000 đồng cây thôi. Đó. Gốc đế rất là đẹp luôn. Nói chung thì bên nhà vườn mình nó cho cái số lượng nhiều quá nên coi như là làm cũng không xiết cả nha. Này thì giờ phải bán nặng gãn ra, chứ không gãn ra thì cũng không có chỗ để quá chặt. Rồi hôm qua tới cái hàng kế tiếp. Kế tiếp đó thì bên nhà vườn mình có cái mặt hàng là mai sắn ha. Mai sắn thì bên nhà vườn mình giao lưu chúng ta cái hàng già mùa. Hàng này thì nó cao nha, nó cao tầm 4 tấc đó nha, tầm 4 tấc. Hàng này thì bên nhà vườn giao lưu chúng ta và là cái giá là 80.000 đồng một cây. 3 cây gửi hàng, 5 cây bao ship ha. Cái này thì cái lô này thì cũng đế rất là đẹp luôn. Nói chung bên nhà vườn mình thì quấn rễ rất là đẹp luôn. Là cây cứng cáp này đây. Chỉ có 80.000 đồng cây ha. Này hồi mấy năm này về trước có bán là mê luôn. 80. Cái mai sắn á, cả nhà mình biết đó, nó nở nó đều lắm. Nở cực kỳ đều luôn ha. Và phát triển cũng khá là ok luôn. Nở đều mà cái bông to nó đẹp nha. Đấy. Gốc đẹp ha. Là 80.000 đồng một cây. Hàng này thì 3 cây gửi hàng, 5 cây bao phí ship nha cả nhà. 3 cây gửi hàng, 5 cây bao phí ship. Rồi kế tới thì nói chung nhiều hàng lắm, nhưng mà mỗi cái em quay đoạn ngắn ngắn rồi hồi em vô quay mã số cho cả nhà mình. Rất là nhiều hàng. Muốn loại gì cũng có ha. Thì ở đây có những cái mặt hàng mai Tết ha. Thì kế tới thì khu này bên nhà vườn mình có cái hàng siêu nụ nè. Hàng siêu nụ gốc đẹp nè. Hàng như thế này thì bên nhà vườn mình giao lưu chúng ta cái giá là 100.000 đồng cây. 3 cây gửi hàng, 5 cây bao ship, tàn cứng ngắt ha. Nè, nụ nút nè, tàn rất là cứng luôn. Đó,
củ đế nè. Cây này thì nó tầm khoảng gần 3 mùa nghe nha cả nhà. Lâu này tầm khoảng 3 mùa rồi. Tàn rất là cứng cáp. Ba cây gửi hàng, 5 cây bao ship, hàng siêu nụ 3 mùa. Rồi kế tới là bên nhà vườn mình sẽ giao lưu chúng ta một cái hàng chậu này thì nó giá nó cũng rất là nới luôn. Siêu nụ có, dảo có, cúc có với cái giá là 70.000 đồng cây. Thì 5 cây mới gửi hàng và bao phí ship luôn nha cả nhà. Giá nữa thì không có lời, tại cái lô này thì cái tàn nó bự. Thì cái gốc nó chặn này ha. Tàn nè, chẳng nhà xem cái tàn nè. Tàn như thế này là 70.000 đồng cây ha. Cái tàn đẹp mà thêm một cái nữa thì cái gốc nó cũng đẹp nữa. Đó. Như cái này là 70.000 đồng cây nè. Một chậu gì là 70.000 đồng nè. Thì 5 cây. Để em lựa ra cho cả nhà 5 cây. Nói chung thì nó là siêu nụ ha. Rồi dảo hữu đức nè. Gốc đẹp đẹp vậy không à. Siêu nụ dảo hữu đức rồi có một vài cây cúc thôi. Đó. Chứ không nhiều. Nó như đây là cây cúc hoa hồng nè, nó cái tàn dày nè. Hùm lum vậy hết cả nhà. Thì nó là 70.000 đồng một cây, 5 cây gửi hàng và bao phí ship cho ông ta. Đó, cả nhà thấy. Như vậy là 70.000 đồng một cây. Tàn túa phải nói là phê nha. Tàn túa phê đó. 5 cây gửi hàng và bao phí ship cho ông ta. Gốc đẹp nha, lô này thì gốc khá là đẹp. Siêu nụ dảo thủ đức có một hai cây đại lộc và một vài cây cúc ha. Rồi kế tới thì bên nhà vườn mình giao luôn ta một cái loại mai giống ha. Thì nó là siêu bông Sài Gòn. Siêu bông Sài Gòn hàng giống này thì gốc cực kỳ đẹp nha. Đó, gốc như thế này, gốc như thế này ha, gốc rất là đẹp luôn. Nhà mình thích cái loại nào thì nói nhà vườn lựa loại đó. Thấy nói chung thì bắt này đẹp quá, gốc đẹp đó, gốc như thế này ha. Mỗi gốc mỗi đẹp cả nha, ngoài bóc vô thôi chứ khỏi cần lựa. Đó, mê chưa, gốc vậy đó. Thì cái hàng này thì bên nhà vườn mình giao lưu đó, gốc đẹp. Nhà vườn mình giao lưu với chúng ta là cái giá là 70.000 đồng một cây ha. Cái này hàng này thì 3 cây gửi hàng, 5 cây bao ship cho ông ta. Hàng rất là đẹp, rất là dễ thương ha. Nói chung thì chắc ngang cho cả nhà mình thấy vậy thôi chứ nó gốc vậy nè. Gốc nào cũng đẹp vậy nè. Đó. Chứ khỏi cần lựa, đó, mỗi phát luôn. Không có lựa liếc gì tên. Đó. Cả nhà mình thấy không? Hàng này thì nó cao tầm khoảng 4 tấc em ạ. Nguyên dạy nó là gốc cực kỳ đẹp ha. Rồi thì kế tới thì bên nhà vườn mình có một cái lô mai siêu bông Sài Gòn nha. Em quay sơ cho cả nhà mình xem cái lô này. Thì ghép rất là già mùa ha, cực kỳ già mùa. Nói chung là đây là cái lô mai siêu bông Sài Gòn này là một trong những cái lô mà lớn nhất ở đây ha. Nói chung ở Bến Tre em thì nó là một trong những cái lô không phải gốc lớn nha, nhưng số lượng nhiều, gốc rất là già luôn, cây rất là chuẩn luôn ha. Nó là khu vườn này đặc biệt thì nó là hàng thương mại nhiều nhất ở Bến Tre đó, nhiều lắm mà bán bớt rồi ha. Đó, hàng này thì nó dao động từ 500 tới 1 triệu ha, từ 500 tới 1 triệu tùy theo cây. Thì ở đây nhóc luôn thì cả nhà mình thí dụ như thích thì nhờ nhà vườn quay cho chúng ta lựa ha. Rồi, ở đây sẽ có 10 cây mã số nè. Rồi, cây thứ nhất là hoành 14 nè, cao 80. Ngang 74 nè, giá là 700k nè. Cực kỳ đẹp chưa? Phê chưa? Đó. Tàn gốc nè. Cốt cành nè, nó cả nhà mình xem cốt cành nè. Ghép già mùa lắm rồi, mấy hàng này Tết nó nở một cái thì phải nói luôn đó cả nhà. Cực kỳ to luôn. Mà bóng đậm tại cái mai già nha. Đây, nhà vườn mình thì cái số lượng nhiều. Đoán cái giá vừa chơi chúng ta. Rồi cây mã số 2 nè. Cây mã số 2 thì hoành 12 nè, cao 80, ngang 67, giá 700k luôn. Đấy, cả nhà mình thấy củ đế nè. Tàn túa cứng ngắt, cốt thì dựng một ngọn lên rất là chuẩn nha. Do đó thì khi lấy lá ra thì nó đẹp lắm. Lấy lá ra thì nhìn cái cây nó thông cây ha. Cây này đẹp cả nhà, cây số 1. Rồi, qua tới cây số 3. Số 3 thì cũng tuyệt vời luôn, 700k luôn. Gốc thì phê ha, gốc này thì đẹp. Đấy, cốt cạnh nè. Cốt cạnh cứng ngắt. Hàng này ghép từ hồi siêu bông Sài Gòn nổi tiếng là ở đây ghép rồi cả nhà. Đó, tàn nè. Tàn túa nè, hết biết chưa cái tàn. 700.000. Rồi cây mã số 4. Cây mã số 4 nè.
hoành, hoành đâu, hoành 12, cao 86, ngang 60. Đây củ đế nè, cực kỳ dễ thương nha. Và những cái cây này thì giờ nó mạnh sẵn rồi, về cả nhà mình chỉ cần tưới nước mà chơi thôi ha. Bắt đầu nó có đi nụ kim đồ sẵn, cây bên nhà mình nuôi rất là cứng luôn ha. Tàn nè, cây cao ạ, cầu dữ ạ. Đó, cây như vậy còn có 700 ngàn cả nhà xem, tàn hết biết cái tàn ha. Rồi, tới cây mã số 5. Mã số 5. À, hàng này hơi mắc nha, mắc hơn 50 ngàn. Nó vui chơi thôi, nói chung hàng rất là đẹp cả nhà ơi. Thánh thần ở cái củ đế như vậy mà. Đấy coi, cây này là hoành 12 nè, cao 70, ngang 73. Đó. Góc đẹp ha, góc này thì đẹp. Rồi tàn cả nhà khỏi chơi. Thấy hàng này để bạn hết sảy về thay cho em cái chậu đẹp nữa là hết sảy ha. Cốt nè, cốt cứng nhắc luôn, 750k cho cây mã số 5. Rồi, cây mã số 6 nè, hoành 12,5 nè, cao 65, ngang 69 nè, cây nào cũng đẹp, củ đế đẹp ha. Hàng này đẹp mà nó già, cốt nữa nha, xem cốt, cốt bự, muốn hơn tay cái mà. Đây, tàn đây, tàn khủng khiếp lắm, 750. Rồi, cây đó, mã số 6, cây này mã số 7 nè, hoành 13. Hoành 13, cao 70 nè. Ủa? Cao 70, ngang 70, giá 750 luôn. Đó, cả nhà thấy, củ đế ha, cốt cành. Rồi tàn, tàn thì xung xê ha. 7. Rồi cây này cây mã số mấy đây? 2, 4, 7. Này cây mã số 8 đi. Rồi 8 ở đây. 8 ở đây thì cây này thì hoành 13, cao cao 74, ngang 71. Cây này thì cái giá là 1 triệu, nhà vườn bao phí ship cho chúng ta. Cây này lý do sao 1 triệu, quá trời cái tàn luôn mà cả nhà ơi. Hoành nó không có lớn mà cái tàn nó đẹp khủng khiếp. Cái hàng này mà vô dây mà sửa xương một cái nữa thì hết sảy luôn ha, cực kỳ đẹp. Đó, thì hàng này 1 triệu nè. Tuyệt vời chưa? Rồi, cây mã số 9 nè. Cây mã số 9 đó thì cái hoành 14 nè, cao 71, ngang 73. Đây, và cái tàn của nó nè cả nhà. Tuyệt vời chưa? Đẹp ha. Tàn đẹp. Quá trớn cái tàn mà. Cốt cành thì nó chuẩn nha. À, thì cây mã số 9 là giá 1 triệu luôn ha. Cây mã số 10 vẫn là 1 triệu. Trời ơi, mùi đẹp lung linh luôn. Còn gì nữa? Thì cái này đó là hoành 15 nè, cao 65, ngang 75. Đó. Cốt cành cứng ngắc hết trơn, ghép già mùa ha, siêu bông Sài Gòn nha cả nhà. Thì dòng này thì không biết nó là cả nhà mình có phân biệt hai ba loại gì, nhưng mà ở đây nhà vườn nuôi tốt thì cái lá nó bự chảng nè, còn nuôi như không tốt thì lá nhỏ xíu thôi. Rồi thì hôm nay bên nhà vườn mình quay giao lưu với chúng ta 10 mã ha, 10 mã siêu bông Sài Gòn, giá dao động từ 700 tới 1 triệu ha. Giá này thì em thấy nó cũng khá là dễ chơi, cây rất là đẹp luôn. Và ngoài những cái cây mà em quay ra thì bên nhà vườn mình còn rất là nhiều, nhiều giống nè ha, nhiều giống nhiều loại, có siêu bông Bình Lợi đồ này nữa. Đây, hàng lớn hàng nhỏ, hàng mai tàn, ôi thôi quá trời. Như đây có cây siêu bông Sài Gòn Chà Bá nữa nè ha, cây này bự. Thì những cái cây em quay, ngoài những cây em quay ra thì cả nhà mình trong quá trình em quay, cả nhà có thấy ngàn thích cây nào thì cái nhờ nhà vườn quay cây đó thì báo giá cho chúng ta. Đây cũng có cây siêu bông Sài Gòn nội đế cũng quảng nè, rất là đẹp ha. Cây này thì cũng dáng nằm nè. Rồi thì thôi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh và theo dõi hết cái clip ngày hôm nay. Thì chắc em xin kết thúc cái clip tại đây ha. Chào tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như thật nhiều sức khỏe ha.